Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của anh em mình. Đấy, thì hôm nay là anh em mình muốn làm một video là trải nghiệm cuộc sống khổ cực của người nông dân. Đấy, mọi người nhìn anh em mình ăn mặc này, đấy, để đi cấy. Đấy, ăn mặc mình đi cấy đi, mình gọi là hôm nay anh em mình sẽ trải nghiệm là từ bé giờ là anh em mình chưa cấy, chưa gặt bao giờ, nên là hôm nay anh em mình cũng muốn thử một lần đi cấy đi bừa cái kiểu, nói chung là đi cấy trước đấy. Anh em mình sẽ thử xem cấy là có mệt hay cả đau lưng cái kiểu như mọi người nghĩ không. Đấy thì mình anh em mình đi cấy thì phải ăn mặc này thôi. Cần thì phải ăn mặc đẹp, ăn mặc kiểu như anh em mình mặc vest, mặc hay vẻ lên vest đi cấy đúng không? Hay vẻ mặc vest đi cấy nên làm video lên mới lỗi. Đấy, còn mọi người chê mình mặc quần áo nhỉ? Kệ, mình không biết, nhưng mà mình đi cấy thì mình cần gì phải sạch, cái gì phải đẹp đúng không? Kể cả mình tất cả anh em mọi người luôn nhá. Đâu đúng không? Đấy, bây giờ anh em mình cứ anh em mình sẽ tìm cái nhà nó gọi là nhà nó đang cấy một cái ruộng to nhất là anh em sẽ nhảy vào. Điền là lần đầu ruộng bé mình ruộng to là chết rồi. Nhưng mà nhìn người ta cấy ruộng to khổ cực hơn chứ. Thì phải giúp người ruộng to chứ, về người ruộng bé người ta cấy nhanh. Ruộng to thì người ta anh em mới nhảy vào chứ. Ruộng to người ta có nhiều người rồi. Thôi nhiều người. Thì bây giờ anh em tìm đấy. Ok, bây giờ anh em sẽ tìm nhá. Và cứ tìm cái ruộng nào thì là anh em nhảy ruộng đấy. Rồi, để ra để ra. Đấy, ok, đi. Đấy, ok mọi người. Mình nghĩ lại rồi, tự nhiên mình đang sung muốn đi cấy, nó nhờ ra nhìn người ta cấy mình thấy lười không cấy luôn. Giờ mình ra đây mình đã lỡ ra để làm video rồi thì bây giờ không có video gì ấy. Thì mình nghĩ ra mà chôn là mọi người thấy cái sông gì mình sẽ đạp thằng Tuyền xuống sông đấy. Bây giờ thằng Tuyền là nó đang ngồi kia, nó nhìn người ta cấy, người ta lồng thì nó bừa đấy, thì bây giờ mình sẽ ra, mình sẽ dụng nó ra đứng gần qua một tí, bắt đầu mình sẽ đạp xuống ao nhé mọi người nhé. Mọi người xem mình chôn được Tuyền bản lông lắm, không chôn ngỡ nghề. Đấy nhất là có giá kẻ của anh thật chôn nó sướng hơn, vì tự nhiên mình chôn nó khác gì là anh em tàn sát lẫn nhau đâu. Nhưng mà thôi, cũng đường cùng rồi, hết lời chôn rồi, phải chôn nó thôi. Trong công việc mà mình phải chịu thôi. Ok nha, bây giờ mình sẽ cho anh em xem Tuyền đang ngồi kia nhé. Đấy, mọi người xem. Đấy, mọi người xem nhé, Tuyền này. Đấy, nó ngồi. Đấy, nó ngồi như kiểu chó ngồi xem tát đào vậy. Đây. Hay làm video khác đi. Rồi tí cấy xong. Ra xem có con cá không, ra. Ra em có con cá không? Ừ. Làm video bắt cá. Ta đây làm video đời sống bắt cá đây. Nghe là bắt cá làm gì cấy. Cấy đã là bắt cá. Mày điên bắt cá rồi đi cấy. Bắt cá xem có gì thì anh em làm đồ. Là cái sông to này bắt video được cá. Đây thì anh em xem có con gì không, anh em làm món lướng luôn, anh em lướng tại chỗ này. Đấy. Ừ, ra đoạn cầu ao xem có gì không? Thì may là chắc có ốc rồi. Đâu, đâu xem có gì không? Ê, tôi xem có con cá không? Đoạn kia kìa. Có ốc rồi, là cá. Ừ, hay mò ốc làm về làm món xào được ấy. Món xào, ốc xào lướng ấy. Lên. Ui, dép rồi. Đi cấy đi. Mệt.
Làm sao ấy? Đấy. Thì có muốn đi cấy nữa không hay về? Hả? Cấy không? Thì bây giờ nói một câu muốn cấy thì về. Về. Về đi, đi. Tắm, đưa xe máy rồi. Đi về. Xe rồi. Pha mày xuống lấy tao đôi dép á. Pha mày xuống lấy tao đôi dép thôi. Tao mệt quá. Tao mệt quá. Đi về. Lấy vẽ đi rồi nó sai. Nhanh lên, mệt lắm. Vậy nhanh mình có về không? Nhanh tao rét lắm vậy. Người. Thôi được rồi, mấy khi tao đá mày xuống. Đưa đi chắc rồi. Nhanh lên. Tiên sư mày này, tiên sư mày. Chơi tao. Chơi tao à? Tắm đi, bơi đi. Nào, nào, cút. Nào, lên đi học, nào, lên đi. Lên đi học. Lên đi học. Chó đấy. Tiên sư mày. Tắm đi. Mò đủ con hai con ốc, một con ốc đực, một con ốc cái thì tao cho lên nhá. Lại đi. Mò đủ con ốc đực, ốc cái tao cho lên. Nó lên phản đa bác kìa. Nhanh lên. Nhanh tìm hai con nào đang giao phối với nhau ấy, nhanh. Tao lạnh kìa. Lạnh cái đấy. Ôi anh Hòa làm gì không? Hòa. Tao đóng rồi. Hòa. Chó lừa. Chó lừa tao. Mày lừa tao trước. Rồi mày được rồi. Đã bảo anh em làm vlog đi cấy. Nhớ mày, nhìn tao đái cho mày. Chồng kìa. Yeah. Lên YouTube số bạn lắm. Dính cái đá. Thôi rồi, đi về. Lên cắn người. Rồi nhanh. Lên đây. Mày đi bộ đội mày chịu được lạnh, tao chịu được lạnh à? Cái gì? Con người ai cũng vậy thôi. Thế hôm anh thật anh đắc tao xuống ao gần cảm không? Kệ mày đấy, người ta nó lạnh với mày chịu được, giờ nước này không sao không? Bây giờ tao ở nhà tao chưa chịu nước lạnh nhiều bằng bộ đội như mày. Không nói nhiều. Xong là xong rồi. Đi lên. Đi về không? Mày có về không? Mẹ nó bảo đi làm clip đi cấy đi đẩy xuống ao. Bây giờ mày xuống cấy đi, tao quay cho. Đéo giờ không cấy nữa, mệt rồi. Trời rét lắm, tao phải ra đây tao phơi nắng ấm đi. Đấy mọi người, cuối cùng mình chôn này, cuối cùng nó phản đam lại chôn lại mình. Đấy cuối cùng là hai thằng thành chuột cống hết, chuột ướt hết. Rét lắm mình bây giờ hai em rét quá, chưa kịp làm thử thách là đi cấy mà hai em giờ rét rún này làm ăn được cái gì chứ. Đấy anh em mình phải đứng đây phơi nắng một tí để xem gọi là tình trạng có ổn định lại không, để còn làm thử thách đi không. À làm trải nghiệm đấy, gọi là trải nghiệm đi cấy. Đấy mai cấy, hôm nay tao không cấy rồi, mai không cấy đâu, về luôn, mệt lắm, về luôn đó, về luôn. Người ta đang ngồi đi đang sửa về, về nhà lạnh lắm, về nhà tắm mày nhìn bảo không ngồi tắm đi. Nhưng mà bây giờ đi đường ấy, đi đường về lạnh kệ tao, giờ làm là sớm về. Tại mày đó, nghĩa là tao ấm thì mày ra tao cởi áo, tao cởi chân cho mày mặc áo của tao. Mày bị đặt xuống cả hai cùng chịu. Tao bảo, tao đi bảo bắt cá thì nó thấy lạ lạ. Đúng rồi, chết này. Đúng rồi, cái câu là anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đấy, đúng là mình có hưởng thì mỗi mình là nó hưởng nhiều, còn có họa thì nó bắt cả hai cùng chịu. Thậm chí là họa mình còn chịu nhiều hơn. Tất nhiên là mình tắm. Thật chắc anh em mình phải dừng video đây thôi. Hẹn gặp mọi người các video tiếp theo của anh em mình nhé. Về anh em phải về tắm rửa đi, không sợ cảm lắm. Đấy, ok bye bye anh em nhé.